Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải những chuyên gia trễ hẹn, thậm chí có những người nhiều lúc phải phát điên lên vì kẻ cao su thời gian kia. Người đó có thể là bạn bè, người thân hay cả nửa kia của chính mình. Nhưng đừng vội trách họ các bạn à, vì có thể họ đã đang mắc phải một dạng bệnh lý mang tên là hội chứng trễ giờ mãn tính. Những người này họ luôn sống trong lo sợ. Mặc dù họ không muốn người khác nghĩ mình là người luôn trễ giờ. Ví dụ như mỗi khi đặt vé máy bay hay làm một công việc gì mà buộc họ phải thức dậy từ rất sớm, tâm lý của họ luôn căng thẳng hoặc có thể dẫn đến mất ngủ trong hoảng loạn vì sợ trễ giờ. Ngay cả khi gặp áp lực từ những người xung quanh, họ vẫn luôn gặp khó khăn về việc sắp xếp thời gian cá nhân của mình. Cho dù đó là điều họ không hề mong muốn nhưng vẫn xảy ra đối với họ. Với một góc nhìn đa chiều, bàn về căn bệnh trễ giờ và để hiểu thêm những tâm lý đằng sau của thói quen hay đi trễ, từ đó mà mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ để có một thay đổi nhỏ với thói quen đúng giờ hơn. Điều thứ nhất, trễ giờ khiến cho người khác mất niềm tin ở bạn. Khi hai người quen nhau, chúng ta đã tạo ra một bản hợp đồng. Vô hình chung, việc trễ giờ với một lý do tắc đường hay bận việc đột xuất, ABCD gì đó, dần dần trở thành một thói quen, và đây là một thói quen xấu. Việc trễ hẹn có hàng loạt hậu quả ẩn đằng sau, chẳng hạn như tạo nên sự khó chịu của người phải chờ đợi, sự lãng phí về thời gian. Nhưng hậu quả lớn nhất của thói quen xấu này là chúng ta bị mất uy tín hay bị mất niềm tin ở người đã hẹn chúng ta. Cho nên cách hoàn hảo nhất đó là nếu không đến được đúng giờ thì hãy đến sớm hơn. Đó là đối với người đi trễ. Còn tâm lý của người ngồi chờ đợi bạn thì sao? Đối với những người phải sống trong chờ đợi thì chúng ta hãy thể hiện sự cảm thông trong cuộc sống, bớt phán xét, điều đó sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn. Ở một góc nhìn khác, một người trễ hẹn cho một cuộc gặp gỡ nào đó, có thể là vì họ vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, giải quyết nhiều công việc căng thẳng, hay một buổi sáng đi làm bị trễ giờ, có thể là do họ trải qua một ngày ảm đạm, mất hết tâm trạng làm việc. Hay còn nhiều lý do nào đó mà chúng ta chưa biết rõ về nguyên nhân của sự việc. Cho nên, thay vì dễ dàng nổi giận với nhau, dễ dàng phán xét sự việc, thì chúng ta hãy thể hiện sự quan tâm và cảm thông bằng việc nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, hay đơn giản là một câu hỏi: có chuyện gì xảy ra với bạn à? Sao bạn đến muộn vậy? Biết đâu sẽ giúp chúng ta hiểu ra cả một câu chuyện lớn. Mà về mặt tâm lý, khi người trễ hẹn họ cũng rất là áp lực. Nhờ việc bạn nhẹ nhàng hỏi han như thế, họ cảm thấy ít bị áp lực trong buổi gặp mặt ngày hôm đó. Họ thầm tôn trọng và biết ơn bạn. Từ đó họ có một tâm lý thoải mái hơn và cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp. Có rất nhiều người khi trễ hẹn, do áp lực, lo lắng, căng thẳng, họ sẽ phải cố tình phóng xe thật nhanh. Điều đó có thể gây ra tai nạn nguy hiểm cho bản thân và cho cả người khác. Đó là một điều không tốt chút nào cả. Mặt khác, phản ứng của bạn khi mình bị trễ hẹn. Nếu chúng ta bị trễ hẹn, thì cách tốt nhất là chân thành xin lỗi. Đừng cố tìm một lý do nào đó hoàn hảo để biện minh cho việc trễ hẹn của mình. Bởi vì thời gian của ai cũng đều có giá trị. Cho nên, nếu có trễ hẹn, hãy xin lỗi người chờ. Nói với họ rằng bạn hiểu họ đang cảm thấy không thoải mái khi chờ đợi và hứa sẽ rút kinh nghiệm trong lần sau. Chúng ta sẽ làm gì để giết chết thời gian trống khi chờ đợi mà không cảm thấy mình đang bị tốn thời gian vô ích? Hãy giải tỏa tâm lý cho chính bạn. Đầu tiên là không phán xét và cũng không nên có cảm xúc tiêu cực. Việc giận dữ khiến bạn bớt thông minh hơn. Tức giận một ai đó giống như việc bạn uống thuốc độc vào người nhưng muốn người khác phải chết. Hãy lên ngay những phương án dự phòng cho lịch làm việc ngày hôm nay nếu có các công việc tiếp theo bị ảnh hưởng.
hãy sắp xếp lại thời gian cho nó càng sớm càng tốt. Không khéo chúng ta lại trở thành người đến trễ đấy. Trong thời gian chờ đợi, hãy làm tiếp một việc gì đó còn dang dở trong ngày hôm nay. Hay bạn đọc một cuốn sách, hoặc nghe những bài nhạc mà mình yêu thích trên điện thoại. Lúc đó, đằng nào người ta cũng đã đến trễ rồi. Bạn có thể lấy sách ra đọc hoặc nghe nhạc giải trí. Như vậy, bạn bớt khó chịu và lại có thể phát triển được bản thân. Khi họ đến trễ, hãy mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi lý do. Tự nhiên họ sẽ cảm thấy bạn quả là một nhà tâm lý đấy. Thế nhưng cuối buổi hẹn, đừng quên thẳng thắn nói với họ rằng việc trễ hẹn như vậy ảnh hưởng đến bạn như thế nào và bạn cảm thấy không hài lòng. Mong rằng lần sau họ hãy đúng giờ hơn. Chúng ta có những thói quen vô cùng khó bỏ. Thế nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục trễ hẹn với ai đó, bản thân chúng ta sẽ bị mất uy tín hay bị mất niềm tin ở người khác. Riêng tôi luôn suy nghĩ và tìm cách thay đổi nó, dù chỉ là một chút. Và chúng ta hãy nhớ đến câu nói, nếu không thể đến đúng giờ, hãy đến sớm hơn.